Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Từ Thủ Đô với nhà báo Nguyễn Văn Khanh. Hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 27 tháng 9 và ở đầu dây bên kia ở Washington DC. Xin kính chào bác Khanh ạ. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington tôi là Nguyễn Văn Khanh. Xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của Người Việt TV và gửi lời chào đến bạn Hoàng Vy. Câu chuyện ở thủ đô Washington ngày hôm nay là câu chuyện liên quan đến những buổi ăn trưa vào ngày thứ Tư của Hạ Viện Cộng Hòa. Và thưa cùng với là chị và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, cứ buổi trưa vào lúc 12 giờ là tất cả các vị dân biểu của Đảng Cộng Hòa, nhưng phải xin nói rõ hơn là vào buổi trưa ngày thứ Tư thì là họ gặp nhau. Lần này thì họ để nghe ông Kevin McCarthy là ông chủ tịch Hạ Viện, là ông sếp xăm của họ, ông sếp của họ nói chuyện về vấn đề tương lai của đất nước. Ông trước hết là ông đưa ra một cái lời kêu gọi, ông bảo là các bạn nên nghĩ đến cái chuyện lớn hơn, tức là cái chuyện làm sao để cho chính phủ được phải đóng cửa. Và ông cũng bảo là nếu mà chúng ta có thể làm được thì là chúng ta nên làm, chúng ta xóa bỏ những cái dị biệt giữa nhóm này với nhóm khác và chúng ta đi đến cái mục đích chính, tức là đừng có đóng cửa, bởi vì cái đóng cửa nó có lợi cho cả dân chủ lẫn cộng hòa, cả bảo thủ lẫn cấp tiến, vân vân và vân vân. Và cuối cùng thì ông bảo là bây giờ chúng ta ngày hôm nay mới có là ngày thứ Tư, chúng ta sẽ cùng nhau soạn thảo ngày hôm nay, chúng ta cũng sẽ cùng nhau bàn tán thêm, bàn thảo thêm vào ngày mai, rồi cho đến buổi trưa ngày thứ Sáu thì ông nói rằng là chúng ta sẽ bỏ phiếu thử xem những cái đề nghị nào được đưa ra có được chấp thuận hay không. Ông nói rằng là vào ngày thứ Sáu thì ông bỏ phiếu. Như vậy thì ông nghĩ rằng là nếu mà trong trường hợp mà không có được cái phiếu đồng thuận thì vẫn còn đủ thời giờ để mà có sửa chữa, bởi vì là cho đến ngày thứ Bảy thì cái câu chuyện nó mới phải chấm dứt. Thưa với chị và thưa cùng với lại quý vị khán giả, nói tóm lại là tất cả các vị thượng nghị sĩ và dân biểu của cả hai đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa sẽ ở lại thủ đô Washington cuối tuần này và chờ đợi xem là cái tình hình nó sẽ như thế nào. Ở bên Thượng Viện thì sao? Câu trả lời là bên Thượng Viện thì giống y hệt như là hôm qua tôi đã đề nghị với lại, tôi đã thưa chuyện cùng với bạn Hoàng Vy và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả. Là tôi bảo rằng là bây giờ họ không chắc chắn họ phải giải quyết, tức là họ không thể nào cấp cho ông Biden 24 tỷ để ông viện trợ cho Ukraine như lời họ mong muốn. Thật ra là bởi như vậy, cái cuối cùng thì họ đồng ý với nhau ở bên Thượng Viện, bên Thượng Viện Dân Chủ và Thượng Viện Cộng Hòa đồng ý với nhau là cho ông Biden có 6 tỷ đô la để viện trợ cho Ukraine mà thôi. Nhưng mà bên Thượng Viện Cộng Hòa và Dân Chủ sau đó thì họ gật đầu và họ bỏ phiếu, họ đồng ý. Nhưng mà chắc chắn là những cái đề nghị này tôi tin là sẽ không được Hạ Viện chấp thuận. Lý do là cho đến giờ phút này Hạ Viện vẫn có những vị dân cử họ bảo là một xu cũng không cho, chứ đừng nói tới một đồng. Và lần này là quý vị đã cho tới 6 tỷ đô la, nhiều quá. Nói tóm lại thì như thế này, do cũng nói là trong vòng 72 giờ đồng hồ sắp đến, tức là hôm nay là từ chúng ta còn thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy, không biết là cái câu chuyện nó sẽ như thế nào. Nhưng mà rõ ràng là với lại những người ở tại Washington DC, giới quan sát chính trị bảo rằng là dường như là cái chuyện đóng cửa là cái chuyện nó chắc chắn sẽ xảy ra. Tôi không dám dùng chữ chắc chắn, nhưng bởi vì tôi hiểu rằng là đêm 30 chứ có phải là Tết. Nhưng mà thưa với chị Hoàng Vy và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, tôi không dám dùng chữ chắc chắn, nhưng mà tôi thấy cái chuyện đóng cửa chính phủ nó đã gần kề, mỗi một ngày nó một gần kề hơn trước. Đó là cái câu chuyện mà chúng tôi sẽ được thưa cùng với lại quý vị khán thính giả cho chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ được trở lại California với lại bạn Hoàng Vy. Vâng, như bác Khanh nói đó, là những dân biểu bên phía Đảng Cộng Hòa đã lên gân và nói một xu cũng không cho, chứ đừng có nói là 1 tỷ hay là 10 tỷ. Thì đúng là bên Hạ Viện đã phủ quyết cái gói mà ngân sách tạm thời cho tránh cho việc chính phủ đóng cửa. Vào chiều tối ngày hôm qua đó thì Thượng Viện, hai ông lãnh đạo của Dân Chủ và Cộng Hòa hồ hởi nói chúng tôi đạt được cái ngân sách về lưỡng đảng rồi, bây giờ chúng tôi đã tránh cho chính phủ đóng cửa rồi, đủ thứ hết. Và bây giờ tin mới nhất cập nhật là Hạ Viện đã phủ quyết cái chuyện đó và sẽ không có sử dụng cái ngân sách đó. Xem ra cái giải pháp như bác Khanh nói đó là có thể ông Kevin McCarthy ông phải vào tòa Bạch Ốc để khiêu vũ với ông Biden là có thật đó bác. Bởi vì ngày hôm nay ông Biden ở San Francisco thì ông mới nói một câu là trong chính trị không có gì là không thể hết đó.
mọi khả năng đều có thể, thì có thể là cái nhận định của bác là đúng. Nhưng mà khi nãy bác nói về cái chuyện cái bữa cơm trưa ngày thứ tư của đảng Cộng Hòa, làm Hoàng Vy cứ nghĩ rằng là ông Kevin McCarthy sẽ ngồi bàn tán với những người đồng đảng của mình sắp tới coi bộ chúng ta cơm trưa cũng không có mà ăn nữa. Là bởi vì sao? Cái nhà ăn ở Quốc hội sẽ bị đóng cửa. Bác, đóng cửa chính phủ là những nhân viên phục vụ những cái bữa cơm trưa cho Quốc hội cũng phải nghỉ việc và không lương. Như ngày hôm qua Hoàng Vy thưa với bác đó, có một cái người phụ nữ ở trong cái nhà phục vụ những cái bữa ăn ở trong Quốc hội đó kể lại là năm 2018 dưới thời của ông Trump đóng cửa 35 ngày, bà không có tiền để mà sinh sống, bà phải đi mượn một cái loan để mà chi trả tiền bill hàng tháng. Cho nên ông Kevin McCarthy sẽ phải bàn với những người đồng đảng là liệu liệu chứ không sắp tới cơm trưa ngày thứ tư cũng không có mà ăn. Và Hoàng Vy còn đọc được một cái tựa, Hoàng Vy còn đọc được một cái bài báo trên ABC News viết một câu thế này nè bác. Đảng Cộng Hòa trong cái thời gian gần đây coi như là quyết tâm làm hai việc. Thứ nhất là phải luận tội ông Biden, mặc dù 9 tháng vừa qua chưa có đưa ra được cái bằng chứng nào hết. Và cái thứ hai đó là cương quyết phải làm sao cho người dân Mỹ phải trách cứ mình trong cái việc đóng cửa chính phủ thì mới chịu. Đó là những gì mà Đảng Cộng Hòa đang cố gắng. Nhưng mà thôi bây giờ mình chuyển đến cái chủ đề ngày hôm nay. Ngày hôm nay cũng có một cái dòng chủ đề mà như bác cháu mình có nói với nhau là sẽ trao đổi. Đó là một cái sự kiện phải nói là chưa từng có trong lịch sử của nước Mỹ luôn thưa bác. Chưa từng có trong lịch sử của nước Mỹ. Khi mà người ta nhìn thấy một ông tổng thống đương nhiệm là ông Joe Biden đã đi đình công với lại công nhân của ngành nghiệp đoàn ở Michigan là diễn ra vào ngày hôm qua. Đó, xin cảm ơn ba kỹ thuật. Ông tới rồi, ông cầm loa, ông đội coi như là nón két hả bác? Việt Nam mình gọi là nón két. Rồi hô to những cái khẩu hiệu như là chơi tới luôn đi anh em ơi. Coi như là giới chủ nhân đã thu hoạch được rất nhiều những cái lợi nhuận trong suốt thời gian vừa qua. Các bạn hy sinh rất là nhiều. Rồi các bạn cũng vực dậy cái ngành xe hơi điện từ những năm 2018. Rồi nói chung là các bạn đã đóng góp rất nhiều. Nhưng mà cái phần chia của các bạn, cái phần thù lao chưa có được tương xứng. Cho nên là ông cổ vũ ngành nghiệp đoàn của cái ngành xe hơi đó, công nhân đó, là hãy cùng với nhau để mà chiến đấu trong cái chuyện đình công này để mà đòi quyền lợi là một tuần làm có 32 tiếng mà thôi và tăng 36% lương trong vòng 4 năm bác. 36% trong 4 năm chứ không phải là 1 năm. Thì người ta nhìn thấy những cái hình ảnh ông Biden, một ông tổng thống đương nhiệm, và một lần nữa đây là cái điều đầu tiên xảy ra trong lịch sử nước Mỹ luôn. Bác nghĩ rằng là ông Biden có thu phục được công nhân của ngành xe hơi hay không qua những cái gì mà ông thể hiện ngày hôm qua thưa bác? Cho đến giờ phút này thì tôi thấy là cái chuyện mà ông thu phục được ông được sự ủng hộ của công nhân cái nghề xe hơi là cái chuyện được hầu như là đương nhiên sẽ xảy ra. Mặc dù là cái chuyện này chưa đến, lý do là bởi vì họ còn đang tiếp tục thảo luận, thành ra là họ bàn thảo với nhau về cái để đi tìm được cái giải quyết cái cuộc đình công đang diễn ra. Sau khi cái cuộc đình công này kết thúc thì chắc chắn là nghiệp đoàn công nhân xe hơi họ sẽ lên tiếng họ ủng hộ ông Biden. Họ có rất nhiều lý do để họ ủng hộ ông Biden. Cái việc đầu tiên ông Biden là ông là người của giới trung lưu và ông hãnh diện là cái điều đó. Cái điểm thứ nhì, ông là người của công nhân, ông cũng hãnh diện về điều đó. Và cái điểm thứ ba quan trọng nhất, ông là người luôn luôn hô hào nghiệp đoàn và ông hãnh diện làm cái điều đó không phải là từ khi ông vào Tòa Bạch Ốc mà còn trước đó. Trong suốt bao nhiêu năm, trong suốt những năm trời, ông làm thượng nghị sĩ, ông làm việc ở Hạ viện, cũng như trong suốt khoảng thời gian 8 năm, ông làm phó tổng thống dưới trào của ông Barack Obama. Thật ra là bởi như vậy, tôi thấy là chuyện ông Biden xuất hiện với lại công nhân đúng. Chị nói rằng là đây là lần đầu tiên, là bởi vì là ít khi người ta có, hiếm khi mà người ta nhìn thấy một vị tổng thống mà lại đứng bên cạnh các công nhân biểu tình là hô hào khẩu hiệu là các anh em ơi thế này thế kia vân vân và vân vân. Thật ra đó cũng là một cái trường hợp đặc biệt. Ai cũng biết rằng là ông Biden làm cái điều này là cái mục đích, tức là ông để trả ơn những nghiệp đoàn đã hỗ trợ cho ông năm 2022 và 2020, và ông hy vọng và ông tin tưởng rằng là sự có mặt của ông cũng sẽ giúp cho ông cho cuộc bầu cử năm 2024. Tôi cũng nhìn thấy là như vậy, và thú thật với chị, cái chuyện này là cái chuyện không ai ngạc nhiên cả, thưa với lại chị Hoàng Vy. Dạ vâng, đúng là như hồi nãy Hoàng Vy nói đó, lần đầu tiên trong lịch sử người ta nhìn thấy ông tổng thống đương nhiệm
đi đình công với công nhân, và cũng lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ luôn, người ta cũng được nhìn thấy một ông đương kim tổng thống và cả một ông cựu tổng thống cũng cùng đi đình công với công nhân luôn. Dạ, số là ngày đúng. Hôm nay ông cựu tổng thống Donald Trump cũng đổ tới Michigan và cũng có cái bài phát biểu, mặc dù là khác với ông Biden. Ông Biden có cái bài phát biểu trước cái giới nghiệp đoàn rất là lớn, hơn 15.000 công nhân đang đình công. Nhưng mà ông Donald Trump lại đến một cái công ty có tên là Trek Enterprise. Và cái công ty này đó thì chuyên sản xuất những cái đồ phụ tùng của xe hơi, và công ty này thì không có mặt trong danh sách nghiệp đoàn, hoàn toàn không có gia nhập nghiệp đoàn. Và cái người chủ của cái công ty này đó là ông Nathan Stample. Ông nói như thế này nè, cái chuyện mà ông Biden đang muốn đẩy mạnh để cái ngành sản xuất xe điện đó, thì nếu như cái kế hoạch của ông Biden mà thành công thì cái ngành sản xuất xe hơi xăng là chúng tôi là sẽ bị đẩy ra rìa hết. Cho nên vì lý do đó, khi mà ông Trump, bên phía ông Trump tiếp cận với lại chúng tôi và nói rằng cần có một cái chỗ để mà ông Trump tới mà phát biểu ở Michigan đó, cho nên chúng tôi đồng ý. Đó là cái sự kiện mà ông sẽ đến vào tối ngày hôm nay đây. Nhưng mà cái điều mà phải nói là nó hơi phũ phàng cho ông cựu tổng thống Donald Trump đó bác. Khi mà ông chưa đến Michigan mà vào chiều tối ngày hôm qua là ông chủ tịch của nghiệp đoàn xe hơi nha, là ông Sean Fain, ông xuất hiện trên CNN và ông nói một câu là ông không có welcome. Ông không có dự định là sẽ gặp gỡ ông cựu tổng thống Donald Trump. Là bởi vì theo lời ông Sean Fain nói đó, là trước giờ ông Trump chỉ có phục vụ cho cái tầng lớp tỷ phú mà thôi. Tại sao bây giờ ông ấy lại quan tâm tới cái giới nghiệp đoàn? Cái chuyện đó là nó có cái gì đó nó bất bình thường. Và ông Sean Fain nói rằng á, là hãy nhìn những cái lịch sử trong suốt cái quá trình vừa qua mà ông Trump đã làm á, nó chứng tỏ một điều là ông ấy chưa có bao giờ quan tâm tới nghiệp đoàn hết á. Bác nghĩ sao về những cái điều mà Hoàng Vy vừa thưa với bác? Ông Trump chưa đến Michigan mà ông nghe những cái thông tin như thế này, nó có làm chùng lòng ông không thưa bác? Tôi nghĩ rằng là nếu mà làm chùng lòng ông Trump thì tôi nghĩ là không. Ông Trump là ông không có kém cái chuyện này. Cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì là ông chủ tịch nghiệp đoàn xe hơi, ông nói rất là đúng. Nhưng mà cũng đừng quên một điều là ông chủ tịch nghiệp đoàn xe hơi là lên đi cùng xe limousine với lại ông Biden để mà đến chỗ gặp gỡ với lại công nhân đang biểu tình. Thật ra là cái chuyện là ông thân với lại ông bên ông dân chủ hơn là ông Cộng hòa, đó là cái chuyện đương nhiên. Nhìn lại cái lịch sử của nghiệp đoàn thì người ta nhìn thấy rõ ràng là như vậy. Bao giờ là những người hoạt động nghiệp đoàn họ cũng đi gần với lại ông dân chủ hơn là đi gần với lại ông Cộng hòa. Còn cái chuyện mà ông Trump ông đến rồi là sau đó những người lên tiếng họ bảo rằng là nếu mà mai mốt mà phát triển thì cái nghề xe điện thì là cái ngành cái nghề xe hơi của chúng tôi là coi như là sẽ đóng cửa. Tôi thấy là không, tôi cũng vội vã nhìn như vậy. Thưa với chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, kể cả chuyện là một vài năm nữa tiểu bang California lấy một thí dụ là tiểu bang California sẽ chỉ bán xe điện không thôi, thì thưa với chị là cái chuyện xe hơi và cây xăng nó vẫn còn phải có, bởi vì là đâu phải là một trong vòng một năm một tháng hay là một ngày mà chỉ có thể thay đổi cả triệu cái xe điện, chỉ không có đủ cái xe điện để mà cung cấp. Thành ra là bởi như vậy các ông là lo chuyện vội vã quá. Câu chuyện này làm cho tôi nhớ lại cái thời kỳ mà lúc mà tôi còn đang làm việc, tôi khi mà lúc đó thì tôi có đọc được những bài báo họ nói rằng là khi mà cái iPhone, tức là cái smartphone đó ra đời thì như vậy là chúng ta có cần cái laptop hay không? Cuối cùng thì rõ ràng là chúng ta vẫn cần cái laptop, và đồng thời là chúng ta cũng vẫn cần cái iPhone. Chúng ta cầm cái iPhone ở trong tay và chúng ta để cái laptop ở trên bàn làm việc. Thành ra là bởi như vậy, tôi cũng là vội vã nói rằng là nếu mà có xe điện thì là xe hơi, xăng dầu rồi vân vân là nghĩa là sẽ chết, sẽ bị bức tử. Đừng vội vã nhìn như vậy, cái câu chuyện nó còn xa, đường còn xa, đường còn dài. Và tôi nghĩ rằng là cả hai cái ngành xe điện và xe hơi dầu, xe hơi xài xăng dầu thì nó vẫn tiếp tục thống trị thị trường xe hơi của nước Mỹ và của thế giới. Nên nhớ rằng là ông Biden ông chỉ làm được một cái điều, mà cái điều này là những vị tổng thống trước đây cũng đã dự tính làm. Họ muốn làm sao để mà là họ có nghĩa là kỹ nghệ xe hơi, và họ muốn là đi sát với lại môi trường, và họ đồng ý với nhau là nếu mà chúng ta đi cái kỹ nghệ xe hơi đi sát với môi trường thì chắc chắn là phải có chuyện xe điện. Cái chuyện đó là cái chuyện ai cũng nghe nghĩ ra, và cũng đừng quên một cái yếu tố rất quan trọng, ai cũng bảo là ô cái này là tại ông Biden. Câu trả lời của tôi là không đúng là ông Biden. Từ khi ông Biden chưa nhậm chức thì là các công ty xe hơi nào là Toyota, Volvo, Mercedes, v.v. họ đã nghĩ đến cái chuyện
là họ sẽ chuyển sang làm xe điện thay vì là họ chỉ chế tạo xe xài xăng. Đó là cái điểm mà người ta quên mất, thưa với lại chị Hoàng Vy. Dạ vâng, nhưng mà đến khi ông Biden thì ông trở nên là như người ta nói đó là cấp tiến hơn những cái gì mà người ta có thể nghĩ. Dạ, có vâng. Nghĩa là ông đẩy mạnh cái chuyện mà chuyển đổi sang cái ngành sản xuất xe điện. Và ông bắt tay với rất là thân với lại bà CEO của cái GM. Và cũng nhờ cậy vào những cái người giới chủ nhân của GM để mà có thể phát triển cái ngành công nghiệp xe điện. Rồi đưa ra những cái trạm sạc, rồi những cái mẫu xe điện để mà làm sao mà năm 2035 là nước Mỹ phải có 50% xe điện được bán ra trên thị trường. Thì cho nên á, kỳ này là ông Biden cũng có một cái dilemma mà ông vừa thân với giới chủ nhân và chính giới chủ nhân đang giúp đỡ ông thực hiện cái tham vọng chuyển đổi cái ngành xe điện. Và bây giờ ông lại muốn bảo vệ cái quyền lợi của cái giới công nhân. Cho nên là ông Biden cũng đang có những cái dilemma mà như vậy. Chúng ta đợi xem. Nhưng mà hồi nãy đó Hoàng Vy có thưa cái chuyện của ông chủ tịch của nghiệp đoàn xe hơi là ông Sean Fain. Ông có nói một cái ý là hãy nhìn vào. Bác Khanh muốn nói gì ạ? Dạ không, dạ, tôi ông, đáng ông Sean Fain có nói rằng là hãy nhìn vào những cái lịch sử của ông Donald Trump mà không có những cái giúp sức cho những cái ngành nghiệp đoàn hay là những cái ngành công nghiệp đó bác. Và bác có nói cái ý là ngay cả trước thời ông Biden thì ông Trump và cả những tổng thống khác đã từng muốn chuyển đổi cái ngành xe điện. Thì đúng là người ta nhớ, làm cho Hoàng Vy nhớ lại cái câu chuyện ở Lordstown. Bác có nhớ Ohio, khi mà GM dạ, chuẩn bị đóng cửa một cái nhà máy thì ông Trump đã vận động một cái doanh nghiệp startup là Lordstown để mà mở ra một cái nhà máy sản xuất xe điện. Rồi ông cũng đến nơi, ông cắt băng khánh thành, rồi ông làm lễ động thổ, nói chung là rầm beng trời đất hết trơn á. Và rồi là ông cũng đưa ra những cái lời hứa hẹn là giảm thuế cho cái công ty khởi nghiệp Lordstown này. Rồi ông nói rằng là ông coi như là một cái vị tổng thống đã đem lại được rất nhiều việc làm cho ngành công nhân của xe hơi. Và để mà phát và cả mà xây dựng những cái startup cho cái ngành xe điện. Nhưng mà rồi cuối cùng Lordstown công ty này đó cũng chết yểu luôn. Và thay vì đó là ông hứa là USPS là bưu điện của Mỹ á, sắp tới sẽ cần phải có 10.000 chiếc xe điện, thì thay vì cái Lordstown này sẽ được ông Trump giúp đỡ để thắng được cái gói thầu đó, thì cuối cùng Lordstown đã không thắng được, mà thay vào đó là hãng Ford đã thắng được cái gói thầu xe điện của ngành bưu điện mà lẽ ra ông Trump sẽ phải giúp. Rồi thêm những cái ví dụ như Foxconn cũng vậy, ông Trump cũng hứa là sẽ giúp đỡ cái với cái dự án mà 10 tỷ đô la Mỹ cho Foxconn sản xuất ra những cái thiết bị cho chiếc iPhone đó bác, để kéo cái việc làm ở Trung Quốc mà bây giờ đem về Mỹ. Và ông nói đây là một cái thành tựu lớn nhất của ông khi mà ông bước vô tòa Bạch Ốc và sẽ đem lại rất nhiều việc làm cho công nhân Mỹ. Nhưng mà rồi cuối cùng người ta nhìn thấy là Foxconn ở Milwaukee cũng chết yểu luôn, và giảm thuế thì rất là nhiều cho Foxconn nhưng mà không có đạt được như điều mà ông đã hứa. Nói tóm lại, nhân cái sự kiện mà ông đến Michigan kỳ này thì mọi người mới bắt đầu nhớ lại những cái chuyện mà trước đây ông đã hứa với những cái giới công nhân và cả với những cái hãng sản xuất, và họ mới đưa ra một cái câu rằng ông Trump không có deliver được, ông không có tạo ra được cái kết quả, mà chỉ là những cái lời hứa và những cái việc mà ông tới rồi ông cắt băng khánh thành, rồi ông làm những cái lễ như vậy và chụp những cái tấm hình. Bác nghĩ sao về những cái lời chỉ trích như thế này trong từ cái sự kiện ngày hôm nay mà người ta nhớ về những cái sự kiện năm xưa? Tôi thấy là cái chuyện đó thì là cũng có ngay chính những ứng cử viên đang ra tranh cử tổng thống ở bên Đảng Cộng Hòa cũng có người họ nói đến. Ông Hutchinson cũng đã nói đến, ông Chris Christie cũng đã nói đến. Họ bảo rằng là ông Trump là người ông không có deliver, ông Trump là người ông không có thực hiện được những cái lời cam kết mà ông đã đưa ra trong suốt thời gian mà ông đã nắm quyền, tức là trong 4 năm trời. Trong 4 năm đó thì đương nhiên là có 2 năm nó dính đến Covid. Tức là ở 2 năm cái đầu tiên thì là ông Trump hứa rất nhiều, ông đi làm rất là nhiều, ông phải làm bởi vì là ông thực hiện cái lời cam kết của ông, tức là American First, tức là ông mang công việc về nước Mỹ cho công nhân Mỹ ở tại lãnh thổ Hoa Kỳ. Thưa với chị và thưa cùng với là quý vị thính giả, tôi không dám nói là ông Trump đánh trống bỏ rồi, nhưng mà rõ ràng là ông chỉ thực hiện được cái phần đầu, thế là coi như là xong, coi như là tới để chụp hình thôi đó. Tới để chụp hình và sau đó là để PR thôi. Nhiều người cũng bảo rằng là ngay tôi còn nhớ ông Christie, ông bảo là ông Trump là ông thích photo op, tức là có một cơ hội để mà chụp hình đăng báo là ông thích lắm. Đó là ông Christie là một trong những cố vấn thân cận với lại ông Donald Trump nói. Bây giờ thì người ta ghét ông Christie bởi vì ông đang tranh cử tổng thống đối đầu với lại ông Donald Trump. Thật ra là bởi như vậy tôi không ngạc nhiên là cái chuyện đó.
Nhưng mà nhìn lại một cái chuyện thì tôi thấy rõ ràng là như thế này. Đừng quên rằng là trong cái trường hợp, cái câu chuyện mà đi sát với lại giới công nhân thì luôn luôn là bao giờ cũng thấy, trong suốt một nửa thế kỷ tôi có mặt ở tại nước Mỹ, và thì tôi thấy rõ ràng là ngay chuyện mà chúng ta học lịch sử, rồi là chúng ta đọc báo, chúng ta bàn chuyện, rồi là chúng ta thảo luận về vấn đề nghiệp đoàn, thì bao giờ người ta cũng bảo rằng là những thành phần nào càng cấp tiến xã hội bao nhiêu thì càng đi sát với nghiệp đoàn bấy nhiêu, càng đi sát với lại công nhân bấy nhiêu. Thật ra là bởi như vậy, tôi hoàn toàn tôi không ngạc nhiên. Với tôi thì tôi không ngạc nhiên khi thấy ông Biden quyết định đi biểu tình chung với công nhân. Và tôi cũng không ngạc nhiên khi thấy những nghiệp đoàn công nhân họ lên tiếng ủng hộ ông Biden. Họ đã từng lên tiếng và giúp ông Biden cho cuộc bầu cử 2020. Và họ cũng sẽ làm như vậy cho cuộc bầu cử năm 2024. Đó là cái nhìn của tôi, thưa với chị và quý vị. Dạ vâng, nhưng mà rõ ràng là khi mà bác nói đến cái chuyện ông Biden đến để mà sát cánh với nghiệp đoàn, để mà chứng tỏ là cái hình ảnh ông là tổng thống của giới nghiệp đoàn, giới tầng lớp lao động trung lưu đó, thì thực ra đó, Hoàng Vy có, ngày hôm nay Hoàng Vy có nghe một cái bài podcast ở trên NPR, họ nói một câu là có một cái điều nguy hiểm cho ông Biden là giới lãnh đạo của nghiệp đoàn như ông Sean Fain á, thì rất là ủng hộ cho ông Joe Biden. Nhưng mà nguy hiểm cho ông Biden phải cẩn thận là cái giới công nhân á, giới công nhân á, thì lại có vẻ như trong những cái bản thăm dò gần đây đó thì lại ủng hộ cho ông cựu tổng thống Donald Trump hơn. Đó là một cái thách thức rất là lớn cho ông Biden. Và cái điều thứ hai nữa là năm 2020 á, thì ông Biden đã thắng ông Trump là 56% và 40%. Nhưng mà năm 2016 thì ông Trump đã thắng bà Hillary Clinton cũng ở cái Michigan này. Đó là những cái chỉ dấu rất là nguy hiểm như vậy cho ông Biden, ông phải lưu ý. Nhưng mà Hoàng Vy muốn hỏi bác nè, là mặc dù là ông Trump cũng nhìn thấy những cái cơ hội ở Michigan cho cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 như vậy, và ông Biden cũng nhìn thấy những cái khó khăn, những cái nguy hiểm, cho nên hai ông mới cùng đi đình công như vậy, tạo nên một cái sự kiện lịch sử luôn. Nhưng mà có nhiều người ta cho rằng là cả hai ông đều đang làm chuyện tào lao hết, trong khi ông Biden thì bây giờ đang có nhiều cái vấn đề khác mà ông phải lo hơn. Bởi vì theo lời nhiều người ta nhận định là vì ông Trump đưa ra cái lời tuyên bố là đến Michigan trước, cho nên là ông Biden ông phải đi đến để ông bảo vệ cái thành trì của ông ở Michigan. Nhưng mà bên phía ông Trump, ông cũng hy sinh không kém. Bác thấy không, chưa đến Michigan mà đã bị giới lãnh đạo nghiệp đoàn là quở tạt thẳng một cái xô nước lạnh vô mặt như vậy. Rồi cả ông phải hy sinh những cái sự kiện chính của ông trong cái Iowa, những cái cuộc bầu cử sơ bộ. Hôm nay ông cũng có một cái sự kiện lẽ ra Iowa, ông cancel luôn. Rồi ông cancel cái sự kiện tranh cử của các ứng cử viên trong nội bộ của đảng Cộng Hòa luôn. Trong khi đó, cái bầu cử sơ bộ vẫn là một cái điểm, một trong những cái điểm mà ông cần phải quan tâm tới. Vậy thì ông đang đánh cược với những cái số phận chính trị của mình như vậy á, thì bác nghĩ rằng điều này nó có đáng không? Tôi, câu trả lời của tôi là tôi nghĩ là nếu tôi là ông Trump, tôi cũng sẽ làm y hệt như ông Trump. Hiện tại bây giờ kết quả của những cuộc thăm dò, và ngay cả những cuộc thăm dò mà do phía bên Đảng Dân, Đảng Cộng Hòa thực hiện, cũng như là do bên Ủy ban Vận động Tranh cử cho ông Trump thực hiện, tôi tin chắc chắn là họ cũng nhìn thấy là ông Trump đang thắng lớn cho cái cuộc bầu cử sơ bộ. Thật ra bây giờ là cách hay nhất là không phải bận rộn với lại debate, bận rộn với lại bầu cử sơ bộ, mà bây giờ đi kiếm phiếu ở những cái chỗ mà ông thấy là cần phải kiếm phiếu. Michigan là 1, Pennsylvania là 2, rồi Iowa là 3, rồi Georgia là 4 chẳng hạn. Đó là những cái địa điểm mà tôi đang có, đang nghĩ ở trong đầu. Chắc chắn là ông Trump và ông Biden và cả ông Biden đều sẽ thường xuyên xuất hiện ở những cái chỗ này. Lý do là sao? Đây là những cái tiểu bang mà sẽ quyết định cái ghế tổng thống cho cuộc bầu cử năm 2024. Đừng quên rằng là hồi năm 2020, ông Biden đã thắng chỗ này và ông Trump đã thắng chỗ kia. Tất cả những cái điều đó thì là cái điều đó là cái điều mà ông cần phải cân nhắc lại. À, bây giờ tôi biết rằng là ông Biden sẽ bảo tôi biết là tôi cần Georgia, tôi biết là tôi cần Pennsylvania, tôi biết rằng là tôi cần Michigan. Thì bây giờ là tôi phải xuất hiện ở những tiểu bang này mà thôi, chứ đâu có cái gì trở ngại, đâu có gì khác đâu. Nên nhớ rằng là tổng thống nào thì cũng là như vậy. Với ông Biden như thế và với ông Trump thì cũng chẳng có gì khác. Ông Trump ông bảo bây giờ bầu cử sơ bộ tôi thấy tôi an tâm rồi, tôi không có điều gì mà tôi phải lo cả. Nên nhớ rằng là 59% cử tri Cộng Hòa hỏi, họ nói họ ủng hộ ông Trump, họ muốn ông Trump đại diện cho đảng, thì như vậy là tôi an tâm rồi. Người thứ đứng người về nhì là ai? Là ông DeSantis.
được có 16%, 59 trừ 16 là 43%. Như vậy là ông Trump an tâm, ông có thể, ông an tâm để ông có thể ông làm những cái cuộc vận động ở những tiểu bang mà được gọi như là tiểu bang quyết định cái kết quả cho cuộc nhưng mà cũng ở Gallup. Thưa bác, nhưng mà cũng ở Gallup người ta cũng đưa ra cái bảng thăm dò, ví dụ như ở Iowa cái bầu cử sơ bộ là 79% cử tri trong bầu cử sơ bộ Đảng Cộng hòa họ nói họ vẫn đang open. Họ vẫn đang để ngỏ, họ chưa có quyết định thực sự là sẽ bầu cho cựu Tổng thống Donald Trump hay là Ron DeSantis. Trong bối cảnh cái cuộc bầu, cái cuộc tranh luận tối ngày hôm nay của, giữa các ứng cử viên thì người ta đang kỳ vọng là có thể Nikki Haley có thể không cái vòng thứ hai lại tiếp tục vươn lên. Và trong bối cảnh có thể ông Trump lại mắc kẹt vô những cái vụ mà truy tố hình sự thì có thể cái đích đến cuối cùng trong cái bầu cử sơ bộ nó sẽ không có diễn ra như cái phần mà ông đã tính toán. Nhưng mà câu hỏi cuối cùng của bác, câu hỏi cuối cùng Hoàng Vy xin phép hỏi bác là vậy thì cái sự kiện lịch sử hai ông đương và ông cựu đi đến Michigan như vậy đó, nói tóm lại bác dự đoán là cái kết quả cuối cùng ông nào sẽ gây được cái ấn tượng và sẽ giành chiến thắng trong cái cuộc đình công kỳ này ở Michigan thưa bác? Tôi thấy là cả hai. Với tôi nhưng no, phải có là... một người, hai người cùng đấu thì phải có một người thắng, một người thua chứ. Nếu mà nói rằng là ông Biden thắng thì ông Biden sẽ thắng được cái phần nghiệp đoàn, nghĩa là giới công nhân sẽ ủng hộ ông Biden. Nhưng mà đừng quên rằng là bên cạnh giới công nhân thì lại còn cử tri nữa. Ông Trump có thể là ông sẽ tạo được một cái ấn tượng nào đó với lại cử tri ở tiểu bang Michigan, là một trong những tiểu bang bản lề sẽ quyết định cái cuộc bầu cử năm 2024. Hiện tại bây giờ thì tôi thấy là cả hai ông, nghĩa là cũng ở cho đến giờ phút này thì chưa có, tôi có thể đoán được rằng là ông nào là thắng thế ở tiểu bang Michigan. Sau một lần đi, tôi nghĩ rằng là đây cái lần đến này chỉ là cái lần đến, cái bước đi khởi đầu cho hàng chục bước đi khác, mà cho hàng chục cuộc gặp gỡ khác mà cả hai ông sẽ thực hiện trước khi cử tri Michigan đặt chân vào phòng phiếu vào ngày 5 tháng 11 năm 2024. Thưa với lại chị Hoàng Vy. Vâng, xin cảm ơn bác về cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dạ vâng, xin được cảm ơn bạn Hoàng Vy và cũng xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, tường trình đặc biệt cho Người Việt TV.